Một nghệ sĩ cải lương tài hoa đột ngột qua đời, Lê Giang, nghệ sĩ ưu tú Mỹ Uyên, bàng hoàng đau xót. Gia đình nghệ sĩ ưu tú Khải Hoàn thông báo ông vừa chút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh. Phía gia đình cố nghệ sĩ ưu tú Khải Hoàn cho biết thêm, ông nhập viện điều trị tại bệnh viện ở quận 8 cách đây 3 tuần. Sau đó nam nhạc sĩ được chuyển qua bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh nhưng sức khỏe không có chuyển biến tích cực. Thông tin nghệ sĩ Khải Hoàn qua đời khiến ai nấy đều bàng hoàng đau xót. Trên Facebook, nhiều nghệ sĩ như Lê Giang, nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long cùng rất nhiều đồng nghiệp nghẹn ngào tiễn biệt nghệ sĩ ưu tú Khải Hoàn, đồng thời gửi lời chia buồn đến gia quyến. Nghệ sĩ ưu tú Khải Hoàn sinh năm 1953 tại Cần Thơ. Trong gia đình, nhạc sĩ Khải Hoàn là người duy nhất theo đuổi con đường nghệ thuật. Năm 4 tuổi, ông bị bệnh đậu mùa, ảnh hưởng lớn tới thị giác dẫn đến khiếm thị. Ông bắt đầu khởi nghiệp bằng việc đánh đàn guitar trong ban nhạc của đoàn cải lương Kim Trung vào năm 1973. Về sau, ông gắn bó với nhiều đoàn hát và trở thành gương mặt nổi bật ở sân khấu cải lương Nam Bộ. Nghệ sĩ Kim Tử Long mang 330 triệu đồng tới sới bạc. Trong số hơn 400 triệu đồng công an thu giữ tại vụ đánh bạc khuya ngày 25 tháng 6, số tiền của nghệ sĩ Kim Tử Long lên đến 330 triệu đồng. Tuy nhiên, anh chỉ khẳng định đánh 3 ván lấy hên theo yêu cầu của khán giả, chứ không tham gia đánh bạc. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn, Vĩnh Long vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 7 con bạc trong vụ đánh bạc trên xà lan vào rạng sáng 26 tháng 6 tại ấp Tích Phú, xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn, Vĩnh Long, có liên quan đến nghệ sĩ cải lương Kim Tử Long gây xôn xao dư luận những ngày qua. 7 người bị khởi tố gồm Nguyễn Hoàng Việt, 32 tuổi, ngụ huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, Nguyễn Minh Thành, 28 tuổi, Nguyễn Thanh Tuấn, 32 tuổi, cùng ngụ huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh, Nguyễn Xuân Quốc Triệu, 31 tuổi, Phan Thành Công, 40 tuổi, Nguyễn Văn Hòa Bình, 42 tuổi, cùng ngụ thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, và Nguyễn Văn Tài, 47 tuổi, ngụ huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh, về hành vi đánh bạc. Trước đó, vụ án này đã bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn khởi tố hình sự về hành vi đánh bạc. Như đã thông tin, khuya ngày 25, rạng sáng ngày 26 tháng 6, nhiều con bạc đang say sưa sát phạt trên xà lan neo đậu tại ấp Tích Phú nhân dịp đám cưới con nhà ông Nguyễn Văn Khôi thì bị công an huyện Trà Ôn phối hợp công an xã Tích Thiện ập bắt quả tang 27 người có liên quan. Trong số các cá nhân bị đưa về trụ sở công an có nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long và hai nghệ sĩ ở Cần Thơ hát đám cưới tại nhà ông Khôi. Tại hiện trường, công an thu giữ 2 bộ bài tây, 22 hột xí ngầu, 69,353 triệu đồng tang vật. Tiến hành khám xét trên người các con bạc, lực lượng chức năng thu giữ thêm 28 điện thoại di động, hơn 1.000 đô, 4 mô tô và 374 triệu đồng. Theo một nguồn tin, trong số hơn 374 triệu đồng được cơ quan công an thu giữ trong người các con bạc, thì tiền của nghệ sĩ Kim Tử Long là 330 triệu. Trong đó tiền trong người nghệ sĩ là khoảng 78 triệu, số còn lại trên 257 triệu đồng và trên 1.345 đô trong túi sách mà anh mang theo. Sau khi được cơ quan điều tra cho bảo lãnh về nhà, đến ngày 4 tháng 7, công an huyện Trà Ôn mời Kim Tử Long đến làm việc. Theo trình bày của nghệ sĩ, anh có tham gia góp vui vài ván lấy hên, có ván đánh 200.000, có ván 500.000, chỉ tham gia theo yêu cầu của khán giả, người hâm mộ, chứ không có ý định đánh bạc. Còn số tiền bị lực lượng công an khám xét trong người là cát xê mà anh được trả khi hát ở An Giang vào tối 24 tháng 6 và 25 tháng 6 ở huyện Trà Ôn.